Và sau đây là phần dạy bảo cho những người hỗn danh nắm chức vụ lãnh đạo dân Việt và nước Việt ở tại đất nước Việt chúng ta bây giờ. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, mà tôi cho rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam, bởi vì người Việt chúng ta không bao giờ chấp nhận Đảng Cộng sản cả. Có chăng là có một số người đã bị bọn Cộng sản lừa gạt bấy lâu nay. Thế nhưng bây giờ ta cần nhắc nhở cho các ngươi, bọn Tàu Cộng, nghe nha, bọn Tàu Cộng mình biết tiếng Việt được á, hoặc là cái bọn mà thân Tàu Cộng, nhắc nhở cho bọn Tàu Cộng, nó đây là Minh Vương nước Việt, vua nước Việt và là đạo trưởng thế giới, nhắc nhở cho các người biết. Các người, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản siêu quy khuẩn ăn hại của các ngươi, bọn tôi không biết dùng cái chữ gì, cái bọn siêu quy khuẩn ăn hại, ăn rồi hại thôi chứ chẳng có làm ích lợi gì cho chính linh hồn của chúng bay và cũng như cho đất nước và dân tộc Việt chúng ta. Chúng bay cần liên lạc với ta publicly, và nếu cần tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố trao trả quyền tự quyết thực sự của người dân, quyền công bình bác ái, tự do công bình bác ái, thiện lành nhân bản, và cũng như quyền lãnh đạo đất nước do chính ta vua nước Việt thánh dấu, cùng toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến dân Việt chúng ta đánh lãnh đạo và đảm đang Việt nước theo một thiên ý của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Phật Việt chúng ta ban cho. Và nếu các ngươi chậm trễ thì các ngươi và con cái các ngươi, sổ trời sẽ chồng chất ngày tháng, sẽ giam giữ các ngươi chung với quỷ rau xanh và quỷ sa tăng, và nếu cần thì linh hồn các ngươi sẽ bị thiêu đốt lửa nóng nhiều ngàn độ ở thế giới thiên loại, sẽ trừng trị và xử phạt các ngươi kể từ ngày hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2013. Lời nhắn nhủ này cho bọn Cộng sản Tàu Cộng và đương nhiên cho bọn tài phiệt con buôn thế giới, và chắc chắn cho bọn Cộng sản ở Việt Nam, tức là ban chính trị của chúng bay đó, và cho Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng. Nhớ những gì ta vừa nhắc nhở các ngươi, và ta nhắc nhở các ngươi trong tình thương yêu, bởi vì nếu ta không nhắc nhở cho các ngươi biết thì chính các ngươi và con cái các ngươi sẽ bị quỷ sa tăng bắt làm nô lệ hàng ngàn năm vô cùng khủng khiếp, và linh hồn các ngươi sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ ở thế giới siêu nhiên đốt các ngươi nhiều ngàn năm. Nhớ